绿茶女、红茶女，还有奶茶女，到底是什么意思呢？绿茶女，茶生，từ này thì có lẽ các bạn đều quen thuộc rồi. Trà xanh chỉ như cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, ngây thơ, đơn thuần, mong manh, yếu đuối, luôn cần sự che chở và bảo vệ của các bạn nam. Cả cô gái trà xanh thì luôn thích bóng gió, chen chân vào mối quan hệ của người khác, nhưng mà lại tỏ ra là mình không hề có ý gì cả, mình vô tội. Hồng trà nữ, hồng trà. Trái ngược với sự ngây thơ đơn thuần của trà xanh thì những cô gái hồng trà lại tỏ ra rất mạnh mẽ, phóng khoáng, dám yêu, dám nói, nếu thích là nói thẳng, chứ không bao giờ bóng gió. Những cô gái hồng trà thường ăn mặc rất là gợi cảm, đôi khi thì có những tật xấu ví dụ như là uống nhưng thực tế vẫn sẽ tỏ ra mình là người tốt và đôi khi vô ý để lộ những điểm yếu đuối để thu hút các bạn nam. Nải trá nữ, trà sữa. Những cô gái trà sữa là những cô gái mang lại cảm giác rất ngọt ngào, tươi sáng, luôn thích đong đưa mập mờ, thích hay không thích cũng không nói thẳng, dẫn đến việc những cô nàng này luôn có rất nhiều lốp dự phòng, rất nhiều vệ tinh xung quanh. Follow mình để cùng học tiếng Trung nhé!